Rồi. Đỉnh của đất xin chào hết tất cả những anh em đam mê chim cu gáy nha. Hôm nay là Dũng Cô Đất sẽ khoe hàng cho anh em xem một con bói. Thì con bói này mới bắt vừa rồi tuần trước á. Con này là của thằng nợ mình đã bắt này. Là anh em nào mà muốn nghe được cái clip á, thưởng thức được cái clip của nó gù á, xe lắm là không có quay thấy được nha anh em, nhưng mà nghe hai con gù. Con này là con đồng khoe. Lúc ở trên dông á, dịp này là cái nước chơi nó là nói chung là phải sướng lỗ tai nha anh em. Rồi khi con mồi cài lâm nó rút xuống là hai con vào nên nói chung là nó gù vào nhau rất là đẻ. Trong clip mình phải cắt máy điện thoại. Anh em nào hôm nào cả muốn nghe thì mình sẽ chia sẻ với Zalo cho nghe, vì đỡ quá quăng vào lỗ tai thì anh em nghe rất là rõ. Cách một cái đem mi nên là nó khuất cái bóng nên là không có thấy được nó nhí nha anh em. Nó gù hiếp con chim lông luôn. Và đặc biệt là dính rồi á, dính rồi á, là mang từ trên núi á về nhà. Rồi cũng báo vào cái lông mà nuôi thì qua ngày hôm sau là đưa con chim khác vào là nó làm 2-3 chân gù liền. Và cũng chịu giống rồi, một gục tiếng rất là hay nha anh em. Nói chung là nói vừa cái mức độ lì mình phải nỡ con chim này. Thì hai anh em đang ngồi uống chè chơi, anh hai đây. Thì lấy ra cho anh hai xem. Về con chim này thì mới cái mấy ngày thôi mà nó đi cục phân còn hơn cái con chim lông nữa nha anh em. Còn đây là thủ thừa nó này. Nó quay cho anh em xem cái chi quèm nó rậm ri luôn. Còn nó dài thì thôi chứ khó phá bàn nha anh em. Nó quên được cái độ dài nó thì quá dài luôn, to. Cái ngực nó bự nè anh em à. Chi quèm nè, chi quèm nó nè. Còn lông quy đóng rất là đều, đều dày. Còn là tăng quy trên lưng nó nè anh em à. Đóng cái cục luôn. Thì nó tung dày vậy mình cố gắng mình quay á, mình tránh xe xe ra cho nó nhát lắm nha anh em, cho phải nó dạng đâu. Nhưng mà hiện giờ mình bỏ trong nhà mình á, một ngày nó giống cũng được mười mấy 20 tiếng vậy á. Đó, nó khá phù. Cái chân nó thì đúng sách vở luôn, nói chung là đồng đóng cái chân to quặm, chân nó như điều thuốc rồi nha nè. Hai bên này dĩ rất là đều, cái chè này nha nè, cho nó tung thoải mái luôn. Giờ là hôm nay mưa gió, rồi anh hai anh cũng mắc công việc nên là chưa có ra nhà mình. Thì hôm nay anh ra là chỉ cho anh em con chim này vừa anh nuôi thử, anh nuôi bấu rất là kỹ, mau nói nha anh em. Và rành rảnh là anh xách anh đi. Giờ mình đợi cho anh xách thì chẳng có đeo tạo cho mình. Đó, anh em dùng lên chơi cá dặm nha anh em. Cái bo mình nó nè anh em à. Nó rất là nhát. Nhưng mà nó riêng con này thì vừa cho anh hai phải xô lại nó đi. Vì cái khu đó năm trước á, vậy là mấy tháng trước á, mình bắt mấy con á, con nào nó cũng cả lãi nha anh em. Thì con này chắc chắn phải có thôi. Tuy nó đi phần rất là tốt nè, nhưng mà cái anh em để ý cái dưới phần cái lông đít nó, nó ướt. Nó ướt thì nó ướt là nó phải cài lại thôi, 100% luôn nha anh em. Đầu mặt thở hiện. Đầu cơm là đóng dày đung luôn. Đầu cơm là đóng theo mặt. Con này mà nó thanh mồi rồi, thay lông rừng đồ hết rồi thì nói chung là vào trong lòng nữ là khi anh em xem là mơ đấy, là thấy là mơ luôn. Cộng với cái nước chơi rất cứng gù nha nè.
là lúc nó nhận con mồi 90 hơi liên tiếp luôn. Rồi con mồi mình không ru á. Đâu mồi mình thúc ru lại. Còn tiền ru của nó thì anh em nào mà thích một con đồng mà phe phe thì thôi. Nghe cái tiếng nó rồi thì anh em thấy mùi mặn. Con này thì ở trên rừng thì dông núi rất là keo nha nè. Đây cũng duyên thôi. Lúc đó là thằng em nó sửa gom cái lông vừa rồi thì đeo qua trên đó nó vừa là đấu. Nó đấu trên đó thì mới quay lại móc. Thì chim lông giống con tầm 1.5 tiếng thôi là nó đập cánh thề dù xuống là đeo nó quay phải nó vớt liền. Nó đẹp từ cái miệng ta chi quen ta mắt anh ta bộ cơm nha nè. Rồi ta cái thù luôn nè, ta cái chân dài bên đây nó dính lưới sói lông hết rồi. Rồi cũng khuya cho anh em xem một tí. Anh em cứ đánh giá bình luận gì cứ bình luận như trang á, mình trao đổi cho nó vui. Rồi mình chào anh em. Tí nào anh hai lấy cái áo chùm lại. Chết đi à. Tổng thừa là điều tiếng hết nha nè, đã liên giáp đầy đủ.